Nhìn những hạt mưa đẹp quá mọi người ha. Cơn mưa chiều tháng 7 với những hạt mưa bay lất phất trên những cành lá non. Cơn mưa bây giờ sao nó không giống như những cơn mưa những ngày trước? Sao tự nhiên nó mang một cái nét buồn, cái lưng? Có lẽ rằng cơn mưa bây giờ nó không giống như những cơn mưa của những ngày tháng bình yên, và nó là một cơn mưa buồn bởi vì trong thời điểm bệnh dịch đang xảy ra và khu phố mình đang bị phong tỏa, và nỗi cô đơn cũng như là cảm giác tù túng luôn trói buộc tâm trí không phải riêng mình mà riêng của tất cả mọi người. Nhìn những cơn mưa, trong lòng mình cảm thấy buồn và nhớ những chuyện ngày xưa lắm các bạn. Khu phố ngày nào vẫn nhộn nhịp và vẫn rộn rã tiếng cười của nhà nhà. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy vắng vẻ, điều hiu, nhà nhà đóng cửa, ai cũng sợ bệnh tật và không dám ra ngoài các bạn. Và thật sự cũng không thể được ra ngoài bởi vì trong thời gian đang có chỉ thị và nhà nhà đang giãn cách. Mong rằng sau cơn mưa thì trời lại sáng, cây cối vẫn phát triển xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, cũng như sức mãnh liệt bùng lên. Và mình cũng mong rằng đất nước sẽ đánh bại đại dịch này để cho chúng ta trở lại cuộc sống như trước. Chúc tất cả mọi người, nhiều sức khỏe và bình yên. Nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Chào tạm biệt các bạn.